Lilago. Cùng Z Elder không cần đợi. Ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục kể cho các bạn những bí mật hậu trường bất ngờ, ngơ ngác bật ngửa của Running Man Việt Nam. Cô nói bài đâu có nhiêu đâu tụi em, nó phát ra nguyên tờ đề cương. Tại vì hôm nay là đại hội thể thao cho nên là rất là căng thẳng. Không được chơi thể thao nhưng mà mời vô MC không chơi chơi. Đang lo nhất là đang lo cho Phúc nè. Tại vì hôm nay là em là vai trò phải chiến đấu với lại 8 thành viên còn lại. Chiến đấu với lại 8 thành viên còn lại. Oh no. Tên của Ngọc là dài nhất, tên của Jack là ngắn nhất. Đỡ tốn bạn. Đây, chơi này giúp đi chưa đâu, chưa quay đâu. Thôi vậy đi sao? Nào, ê, không có thật vô. Để á. Chỉ là thật không chứ. Chơi vậy là vui hả Ngọc? Chơi vậy là vui hả Ngọc? Đồ vậy, đúng là mấy trò hề nó vui. Được không? Này, đúng. Chơi này nó chán người khôn quá. Nó tốn tiền đâu, chồng heo không tốn tiền đâu. Chào bộ. Ok, một chồng snack nha. Chồng snack. Không chơi nữa à? Không chơi mang mày, tôi chạy được mấy người hả? Ca sĩ Đức Phúc. Wow. Ở đâu này chui ra vậy? Trời ơi, ủa? Ở chổng nè, sao? Chổng sao? Hay vậy ta? Rồi, chúng tôi... Chào anh chị. Em xin phép nhiều nhé. Tuyên thệ. Đại diện cho các tuyển thủ, tôi xin thề sẽ tuân thủ và tôn trọng luật chơi của Đại hội Thể thao Running Man Việt Nam. Chơi là chạy, hướng đến một nền thể thao chơi đẹp, chơi sạch. Nói không với chơi dơ. Nói không với chơi dơ. Tất cả sẽ cố gắng hết sức để tạo nên tiếng cười, mang đến tinh thần giải trí đúng nghĩa cho Đại hội Thể thao Chơi là chạy. Tôi xin thay mặt tất cả tuyển thủ hôm nay xin hứa. Em xin hứa lại thêm một lần nữa. Xin hứa. Một lần nữa hả? Ai đồng to nhất người đấy sẽ phải thực hiện đúng nhé. Hà. Dạ. Xin hứa. À, em cảm ơn anh chị. Hứa hết bây giờ thôi. Bye bye. Đưa này được hàng không nha. Ở trong nó có cái hầm đi xuống á. Quay đứng đó, quay đứng đó luôn. Cảm ơn anh.
chợt nhớ về ký ức xưa. Tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời quá đơn đau, hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem. Rồi sao con là bảo tố chú Đồng Nai hiểu không? Con đi qua bên đợi bên kia là con không còn giá trị. Bây giờ chú được có một đứa cháu khác rồi. Đi ra, đi ra. Gió ơi xin đừng lấy em đi, hãy mang em về chốn xuân thu. Trời nắng nóng rồi, cái sân dài như vậy mà cũng chưa chơi bao giờ thì cũng là điều đương nhiên đó mọi người. Hên chút xíu nữa. Thành công nhưng mà ai bất ngờ cái nào cũng đuối. Em á, nào phải chơi hay lên mới có được huy chương bạc như anh. Trời ơi, anh không làm được một cái nào hết. Gái biệt. Anh thực sự anh nhiều thôi chứ còn ảnh lên hình nhiều nét gì cho có câu chuyện thôi. Đúng. Đây là em vừa cái môn tiếp theo mà anh sẽ làm được chuyện đó. Hey. Wow. Trời ơi, lâu cái bụng khoan khoan để tép cái bụng. Ê Ngọc cố tình làm cho tôi bị hư chân bệnh nhiều lần cái đấy mỏi tay đau. Nhìn như đây phản cảm luôn em biết không? Cố lên. Ê. Ngọc quay quanh kia đi. Quay mặt bên kia. Em cố vũ mà. Cố lên anh Giang. Cố lên anh Giang. Rising up and above, you will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Sự chơi dơ vẫn tồn tại một cậu bé có tấm lòng ấm áp. Thank you.
vui vì mình đã thắng các bạn. Hồi nãy ai lòi lõm thái độ với đội của mình. Bây giờ mọi người đã thấy sự lợi hại của đội mình chưa? Mặc dù cái người giúp cho đội mình thắng là anh Phát chứ phải Ngân, nhưng mà Ngân rất tự hào về đồng đội của mình. Anh Phát ơi, cố lên, Jack ơi, cố lên. Chào mọi người. Dù sao cũng bạc, đỡ hơn đồng. Đỡ hơn đồng. Tụi anh chơi cho anh em chơi, chứ tụi anh chơi quá thì... Đâu mà vui nữa. Tại đội nào sở hữu anh là coi như đội đó có sự may mắn lắm. Anh mang sự may mắn cho mọi người. Tính thời điểm hiện tại giờ có 3 game tôi, anh thua hết 2 à. Còn em cuối tụi anh sẽ lấy huy chương vàng, đó là thuyết âm mưu tụi anh thôi. Em trộm vì không bị mọi người chơi sống nhiều lắm. Nên là... nhưng mà pha ngã trời giảm vừa rồi đau hết cả tay. Nè, đau mà cố luôn á. Chỉ vì á, cái gánh nặng đè lên vai hai vai đứa nhỏ, hai người con trai và ông anh cả của tôi, cái gì cũng kêu hả ok, mấy cái đối với anh ok lắm mà rớt xuống thân hình ảnh đồ sộ lắm, nhưng mà thật ra là chàng trai yếu đuối thì đó, mỗi lần chơi trò nào cũng phải nhờ đến mấy đứa em đó.